con nhỏ thân mến, chú chuột Jerry của chúng ta đang ngủ một giấc thật là say đúng không nào? Chị và các em hãy tô màu bức tranh này nhé. Hoàn thành xong bức tranh của mình rồi đấy. Nếu các bé thích bức tranh của chị thì hãy ấn nút like hoặc comment cảm nghĩ của các em nhé. Các bé hãy ấn subscribe màu đỏ để đăng ký kênh BBTV Kids và ấn vào những hình ảnh trên video để xem tiếp các clip tô màu tiếp theo.
Sau đây chị sẽ hướng dẫn các bé nhé. Các bé hãy kích vào đây. Vào đây nữa nhé.